mình là Bích Thuận và Thuận tới từ công ty cách nhiệt Thịnh Phát, chuyên cung cấp tôn cách nhiệt và băng nem cách nhiệt. Và ở trong cái video ngày hôm nay, Thuận muốn giới thiệu cho tất cả anh chị một cái dòng sản phẩm mới trong cái việc là xây dựng nhà dựng nhanh, phòng sạch, vách ngăn văn phòng, vách ngăn nhà xưởng hoặc là vách ngăn nhà ở. Thì hiện tại trên tay Thuận đó chính là băng nem ABS, với công dụng là sản phẩm này là dùng để nắm vách ngăn tiện gọn cũng như là nhanh chóng. Thứ nhất là cấu tạo. Về cấu tạo của sản phẩm thì nó sẽ gồm 3 lớp. Ở giữa là xốp cách nhiệt có độ dày từ 50 cho tới 100 mm, hai bên được làm bằng tôn có độ dày từ 0,35 cho tới 0,6 mm. Và đây là một cái sản phẩm, nói về giá thành thì nó là loại giá tốt, nhưng mà cái công dụng của nó đem lại thì lại không thua kém bất kỳ loại nào băng nem nào trên thị trường. Và thứ nhất là cái sản phẩm này nó cách âm cách nhiệt tốt, thời gian thi công nhưng rất là nhanh chóng, tiết kiệm chi phí cho chủ đầu tư. Và các anh chị thấy rằng sản phẩm này dựng lên rất là nhanh, nhiều khi mình chỉ cần mất một ngày là mình có thể dựng lên một văn phòng hoặc là nhà dựng nhanh trong nhà xưởng. Và thi công nó chỉ cần một mặt phẳng thôi là mình có thể dựng lên, không cần phải đào móng. Đấy là một cái ưu điểm rất là tuyệt vời cho những anh chị nào đang muốn xây dựng nhà xưởng, văn phòng tại một nhà xưởng hoặc là nhà lắp ghép nhanh. Và đặc biệt cái sản phẩm này còn có thể là di rời được và tái sử dụng được nhiều lần. Và đây cũng là cái sản phẩm hiện tại đang được rất là nhiều người tìm hiểu. Và ở trong cái video ngày hôm nay đã giải đáp được một phần nào thắc mắc của tất cả anh chị. Và anh chị có thắc mắc nào thì có thể là truy cập vào website hoặc có thể là để lại thông tin bên dưới để được đội ngũ nhân viên bên Thịnh Phát